Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ là tin tức mới nhất của sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Quý Bình đang yêu bạn gái giàu có, lên tiếng trước tin đồn dựa dẫm được bạn gái cho tiền. Việc Quý Bình đột ngột lấn sang kinh doanh khiến nhiều người nghĩ rằng anh đang được bạn gái doanh nhân cho tiền. Sau thời gian dài hoạt động showbiz, Quý Bình bỗng dưng rẽ hướng sang kinh doanh với chuyện thành lập công ty mới. Cũng trong dịp này, anh chính thức xác nhận đang yêu bạn gái doanh nhân giàu có. Nhiều người cho là anh dựa dẫm, lấy tiền của người yêu để làm vốn. Trước ý kiến trái chiều hướng về mình, Quý Bình đã chính thức lên tiếng. Cô ấy luôn ủng hộ về tinh thần, chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh mà cô ấy tích góp được. Một cố vấn đắc lực và vô cùng quan trọng với tôi. Còn tài chính tôi hoàn toàn độc lập, nhờ tích góp sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tôi quan niệm mình là đàn ông vẫn nên là trụ cột. Sáng lập điều gì thì điều tiên quyết là người quyết định phải là mình. Tôi vốn là người kính tuyến chuyện đời tư nên trước giờ không muốn chia sẻ nhiều. Mọi người đồn đoán tôi sắp đám cưới, kết thúc một cuộc sống độc thân. Nhưng nếu nói sắp như vậy thì không rõ ràng được. Khi có thông tin chính thức, tôi sẽ thông báo đến khán giả. Tính đó, Quý Bình chưa lần nào lên tiếng chính thức về việc mình có bạn gái. Tuy nhiên, ngay trong buổi lễ ra mắt công ty mang chính tên mình, nam diễn viên đã chính thức lên tiếng và thừa nhận mình đang quen bạn gái. Đồng thời, anh còn cho biết thêm là đã dẫn bạn gái ra mắt bố mẹ và cả hai bên vô cùng ưng thuận. Bố mẹ tôi rất vui mừng khi thấy con trai kinh doanh và có bạn gái. Họ lo lắng môi trường nghệ thuật luôn bị quan tâm, soi mói, cuộc sống không được bình yên. Khi tôi quyết định kinh doanh, ba mẹ thở phào nhẹ nhõm. Còn tôi cũng thấy chút an lòng của một người làm con đã làm bố mẹ an lòng. Nhưng tôi vẫn chia sẻ ba mẹ sẽ hiểu và cho phép mình phát triển song song nghệ thuật lẫn kinh doanh. Quý Bình nói thêm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé.